Mùa bóng Euro đang đi đến những trận đấu quyết liệt để giành chức vô địch. Những ngày này, các cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sôi nổi hòa mình vào không khí mùa Euro. Không chỉ cổ động viên Việt Nam, những cổ động viên nước ngoài cũng rất hào hứng đón xem những trận cầu kịch tính. Một trong những nơi có rất đông cổ động viên nước ngoài hưởng ứng mùa Euro là phố đi bộ Bùi Viện, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã về khuya, nhưng nơi đây luôn chật ních người. Cùng xem bóng đá ở đường phố như vậy thật là vui. Con người Việt Nam rất thân thiện. Tôi đã từng trải nghiệm cảm giác này ở Hà Nội và bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Những trận cầu hay thường diễn ra vào 23 giờ và 2 giờ sáng. Đây cũng là lúc những fan bóng đá ăn ngủ cùng Euro. Những hàng quán cũng mở thâu đêm để phục vụ người hâm mộ. Nhiều nơi đầu tư những màn hình lớn trang trí màu sắc để góp phần cho không khí thêm sôi động. Qua đó cũng làm tăng thêm tinh thần yêu bóng đá, yêu thể thao, nhất là đối với môn thể thao vua.